Hôm nay mình lại lên một cái video clip giới thiệu tất cả quý vị và các bạn một chiếc âm đi Jaguar 203A hàng mã Hàn Quốc. Thì trước này thì có cái mặt chữ của nó hơi bị sất sát một chút nhá, nó hơi bị xấu một chút này. Đó. Thì chiếc này sẽ bán giá rẻ hơn. Còn nó máy móc thì vẫn zin bản, chạy ok hết các chức năng nhá. Là mình quay cái nội thất bên trong này. Máy đánh 4 con sò JK của Japan nhé. Cái vỉ công suất này nó là cái nở đất đỏ này. Đấy, mạch mung còn đẹp nhé. 4 con sò sắt JK của Japan. Đây, đời tụ xanh nhé. Nguồn rất lớn này. Tất cả vỉ nó còn rất là sáng đẹp luôn. Đây mặt đằng sau. Hiện tại thì mình đang ghép cùng với một cặp loa B1B. B bát 25 nhé, côn 51. Và lấy tín hiệu tiếng thì máy tính xuống nhé. Trước tiên là mình bây giờ sẽ thử tiếng test tiếng mic này. Alo, 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 ba, bốn, năm, sáu, bảy. Alo, alo, alo. Alo, 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 hai, ba, bốn. Hai này, một. Alo, 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 hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Alo, tiếng mic rất hay nhá, mic rất hay luôn.